Mình có bán cho cô nấu ăn của công ty mình 1 gram. Để cô trình bày cho mọi người nghe hiệu quả ha. Rồi cô ơi, cô có những sau khi cô uống nhị hoa nghệ tây á, thì cô có những cái cải thiện gì thì cô nói cho mọi người biết luôn. Thì là cái đầu cơ á, nó cứ kêu lắc cắt cái miếng miếng trong đó đó, thế là uống thuốc rồi hôm đó uống để cài uống bác sĩ uống tùm lum hết không hết, tự nhiên hôm đó này uống này hết nào không hay luôn cái mừng cái máy hôm nay tự nhiên suy nghĩ nó chặt thật, tự nhiên cái nào mình cứ mang hết nghe kêu trời cái này. Để báo chị hai cho bà mừng, bà nói nghe cô bệnh cái này bà chửi cho lắm, bà nói ngon mà để đi uống luôn á, Đúng để mai mai để mấy hôm nay nó để báo rồi chị ai mà biết mình giờ hết cái kêu nghiến lỗ tai vậy đó, rồi. nó để báo rồi mình với chỗ Mà cái đó là bị sao cô? Sao mà nó kêu rắc rắc trong bị đầu? là đi khám men là ở dưới bệnh viện Vạn Phúc đó, nói cô là bị đó là tiền đình nè, huyết áp não nè, cô uống tự nhiên đó uống có lặn hết mà uống cảnh hôm nay cái tự nhiên trở lại cái sao mà không hết. Cô đi uống đủ chỗ rồi Vậy mà cũng hết hả cô? Mà sau khi không cô hết, uống tự nghệ tây nhiên cái uống hết. đủ này tự nhiên mà cái tự nhiên tự tết này tự nhiên nó uống sao tự nhiên cái đầu mà nó kêu Ui đã quá, gặp phước đấy, tự nhiên cái đó kêu điên. đấy 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 đâu tự nhiên hết nản hai mà đâu uống cái này gì đâu từ nào đâu uống thuốc gì đâu uống cái hũ con được không hết hồi nào không hay luôn tự nhiên tự nó ăn tự nhiên suy nghĩ ủa cái đầu mình tự nhiên không nghe kêu chặt Ui à tự nhiên mới có hơi nay tự mừng nhiên hết kêu là mừng mừng được cái khoản này cứ luôn. sợ chị hai cô cứ sợ kêu vậy mốt sợ đột quỵ rồi hắn bị cái đầu kinh rồi phải sợ chứ bộ cứ phải chửi bị đi xuống lấy thuốc uống cô Nhiều khi tự nhiên hết bệnh hai cái mừng chứ nhị hoa nghệ tây có nhiều công dụng, nó tốt mà đến tốt bất ngờ luôn á, có nhiều cái bệnh không có nghĩ là hết đâu. không nghĩ cô khi đâu cô đâu nghĩ cái đầu cô á tự nhiên trong mấy ngày nay suy nghĩ tới ủa trời trời cái đầu trên nay không nghe kêu trời Êm quá luôn. im luôn rồi tới nay luôn Còn mừng dễ sợ cái ngủ sao cơ? hả Giấc ngủ á, giấc ngủ có cải thì thiện ngủ không? một lần cứ ngủ thức giấc hoài mà nay ngủ á cô ngủ ngon chứ bộ một lần cứ trăn trở có khi cô đang ngủ vậy giật mình thức dậy đi vệ sinh bắt đầu tới sáng không ngủ được rồi bữa nay ngủ Tức được tới á sáng luôn. bữa nay cứ thức giờ nào cái dỗ giấc ngủ ngồi giờ nãy một lần dỗ giấc ngủ có tiếng đồng hồ chứ ngủ được Vậy là gặp được thuốc tiên rồi, thôi cứ giờ cứ mà cũng đâu có mắc đâu đúng không cô? đó thì Một cứ mua ngủ tự nào ngay á dạ vậy thì quá lợi rồi, cũng không có mắc hết trơn á, ngày có mấy ngàn mà được giấc ngủ tốt, sức khỏe tốt mà đâu tự nhiên cái đầu cũng hết là mừng rồi không chủ yếu cái đầu dạ mừng gì đó vậy thôi cô ăn hả bữa cơm đi nay nha. tính báo rồi nói ra cho con nữa chứ mà giờ ngồi mình nhắc mới nhớ rồi Dạ thì cô cũng có uống rồi, cô thấy kết quả tốt rồi cô giới thiệu cho mấy chị em của cô nữa, cô giới thiệu cho khách hàng cho mình cũng hơi bị nhiều. Cái đó mình mừng một, nhưng mà mừng mừng gấp 10 là tất cả mọi người thì được sử dụng tới hàng tốt, có sức khỏe tốt, mà chị bỏ ra chi phí không có nhiều hết trơn á, 1 gram có 350 ngàn mà sử dụng được tới gần 2 tháng, thì tính ra một ngày chỉ có mấy ngàn thôi hả, đỡ hơn uống thuốc, đỡ khỏi phải đi bác sĩ nữa. họ cứ đi hoài cứ đi tới 115 đi hôm tối bằng mấy triệu á không hết cái đầu trời tự nhiên nay hết Ngạc nhiên chưa? đâu Bất chị đâu chỉ uống này thôi không uống gì hết ngờ. lúc họ xuống bệnh viện 115 đi á Dạ. hết đi xong Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều. Chào cả nhà nhé. Thank you.